Chủ một cửa hàng cá khô ở chợ Samun ở Daegu đang dùng tấm màn bằng nhựa để ngăn không khí mát từ điều hòa thoát ra ngoài. Ông còn lắp đặt thêm rèm cửa giữ không khí mát trong tủ đông. Bằng cách này, ông chủ cửa hàng có thể tiết kiệm 800 kW điện mỗi tháng và tiết kiệm 130.000 won, tương đương gần 2,4 triệu đồng chi phí hóa đơn tiền điện. Nỗ lực tiết kiệm điện của ông chủ tiệm cá có được sau khi Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc triển khai dự án hoàn tiền tiết kiệm điện tại các khu mua sắm, bằng cách giảm giá ngay trên hóa đơn tiền điện dựa trên lượng điện tiết kiệm được. Thông qua chương trình, nhiều chủ cửa hàng cũng giảm được ít nhất 15.900 won, gần 300.000 đồng trên hóa đơn tiền điện hàng tháng. Hóa đơn tiền điện thường lúc nào cũng cao nhất khi hè về, chi phí năm nay lại càng cao, khiến những thương nhân như tôi lúc nào cũng lo lắng. Dự án này được giới thiệu lần đầu tiên tại thành phố Daegu và có tổng cộng 2.700 cửa hàng đã đăng ký tham gia. Nhiều chủ cửa hàng còn sát sao đến nỗi họ thường xuyên kiểm tra lượng điện tiết kiệm được mỗi giờ thông qua ứng dụng điện thoại. Nhiều thương nhân năng nổ lắm, lúc nào cũng kiểm tra lượng điện tiết kiệm được là bao nhiêu và họ tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Những căn hộ chung cư cao tầng cũng có một hệ thống tương tự. Cư dân có thể tiết kiệm 1 kW điện mỗi ngày bằng cách rút phích điện những thiết bị không dùng đến và tắt bớt đèn. Nhiều người có thể tiết kiệm hóa đơn điện lên tới 10% thông qua chương trình tiết kiệm điện thưởng tiền này. Tôi cũng không rõ một mình tôi thì tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng chỉ từ những hành động nhỏ như tắt bớt đèn, rút phích cắm của những thiết bị không sử dụng, tôi đã bắt đầu thấy lợi ích. Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc đã lên kế hoạch mở rộng chương trình tiết kiệm điện thưởng tiền này sang các thành phố khác để tạo động lực khuyến khích người dân có thói quen tiết kiệm năng lượng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tối nay của chúng tôi. Và xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi dòng chảy tin tức với chương trình Thế giới hôm nay lúc 22 giờ. Xin mời quý vị chú ý đón xem.